con, hôm nay cô và các con cùng học một tiết toán bài hình tròn, tâm, đường kính và bán kính. Nội dung bài học hôm nay chúng ta cũng có một, giới thiệu về hình tròn, biết được tâm, bán kính, đường kính của hình tròn. 2. Cách vẽ hình tròn bằng compa. 3. Bài tập vận dụng. Bây giờ trước khi vào bài, cô và các con cùng tìm một số đồ vật có dạng hình tròn. Các con hãy suy nghĩ 30 giây. Rồi, như vậy đây cô có ly, có chiếc mẹo hình tròn. Ông mặt trời có hình dạng hình tròn. Bách kính có dạng hình tròn. Bánh sinh nhật, mặt đồng hồ và niềng xe. Đây là hình tròn, đường viền màu xanh gọi là đường tròn. Ở giữa hình tròn có một điểm, đây gọi là tâm. Cô đặt đây là hình tròn, tâm ô. Trên đường tròn cô lấy một điểm M bất kỳ. Cô nói OM, đoạn thẳng OM được gọi là bán kính của hình tròn tâm ô. Trên hình tròn tâm ô cô vẽ một đoạn thẳng AB. Điểm A và điểm B được lấy bất kỳ trên hình tròn. Các con có nhận xét gì về ba điểm A, O, B? Đúng rồi các con ạ, ba điểm A, O, B thẳng hàng với nhau. Vậy đoạn thẳng AB được gọi là đường kính AB của hình tròn tâm ô. Các con dễ nhầm lẫn giữa bán kính và đường kính. Các con hãy cùng nhau quan sát. Bán kính OM và đường kính AB. Bán kính OM được nói từ tâm đến một điểm bất kỳ trên đường tròn. Đường kính AB là đường thẳng đi qua tâm và nối hai điểm trên hình tròn thẳng hàng với nhau, gọi là đường kính. Tâm ô là gì của đoạn thẳng AB? Tâm ô là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ở bài học hôm trước các con đã được biết trung điểm là điểm nằm ở giữa và chia đoạn thẳng ra thành hai phần bằng nhau. Vì vậy OA bằng OB. Các con so sánh ba đoạn thẳng OA, OB và OM. Đây là những đoạn thẳng nối từ tâm đến đường tròn. Vậy OA, OB, OM là bán kính. Độ dài của đường kính gấp 2 lần độ dài bán kính. Con cách vẽ hình tròn bằng compa. Các con nhìn trên hình, đây là hình chữ nhật, hình tứ giác, hình tam giác và hình vuông. Các con dùng dụng cụ gì để vẽ bốn hình này? Đúng rồi các con dùng thước thẳng để vẽ bốn hình này. Còn hình tròn, các con có dùng thước thẳng để vẽ được hay không? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con dụng cụ để vẽ hình tròn. Đây là compa, dụng cụ để vẽ hình tròn. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách sử dụng compa. Đầu tiên, phần đỉnh nhỏ đặt vào giấy là tâm của hình tròn. Thứ hai, phần đầu bút chì quay trên giấy để vẽ hình tròn. Đây là nơi cầm và xoay một vòng trên hình tròn. Cô sẽ hướng dẫn các con cách vẽ hình tròn bán kính 2 cm. Đầu tiên chúng ta xác định bán kính trên compa. Các con để thước trước mặt. Các con đặt đầu nhọn của compa trùng với vạch số 0 trên thước. Sau đó mở dần compa ra đến đầu bút chì của compa chạm vào 2 cm của thước. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bước xác định bán kính của hình tròn 2 cm. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con cách vẽ hình tròn. Đầu tiên ta đặt đầu nhọn của compa vào chỗ muốn đặt tâm của hình tròn. Giữ nguyên vị trí của đầu nhọn. Quay đầu bút chì đi một vòng. Ta được hình tròn bán kính 2 cm. Ta viết tâm O
của đường tròn vào đúng vị trí ban đầu của đầu nhọn con 3. Bây giờ cô sẽ cho các con xem một đầu tiên xem. Ta đặt cơm 3 để đo bán kính 2 cm. Sau đó cầm và xoay như thế này. Và chúng ta được hình tròn có bán kính là 2 cm. Vừa rồi cô và các con cùng tìm hiểu tâm, đường kính, bán kính của hình tròn và cách vẽ hình tròn bằng cơm 3. Bây giờ các con sẽ vận dụng bài học để làm bài tập. Sau khi làm bài tập, các con hãy phản hồi lại cho cô. Cô chào các con nhé.